Thưa quý vị, nói tới Cà Mau thì cũng có rất là nhiều những cái đặc sản nổi tiếng, trong đó có ốc len. Ốc len xào dừa đó là món ăn khá khoái khẩu của nhiều người trong chúng ta đúng không ạ? Tuy nhiên là thường thì mình chỉ bắt gặp những cái đĩa ốc len rất là hấp dẫn khi mà chúng đã nằm ở trên bàn ăn thôi, chứ ít khi mà thấy con ốc len còn sống. Có gì hay hôm nay sẽ là một cái hành trình xuôi về đất mũi Cà Mau, quê hương của ốc len để mà giúp cho quý vị tận mắt nhìn, tận tay bắt được những con ốc len như vậy. Nghe nói dầu rừng nước nên trang phục phải có thêm chức năng chống muỗi. Một bao tay, một đôi bao chân và một chiếc thùng. Đây là tất cả những dụng cụ mà người ngư dân có thể đi bắt ốc len. Và hôm nay thì mình cũng thử xem là mình có duyên với ốc len hay không. Công việc săn bắt hái lượm này không đơn giản như chúng tôi tưởng. Cặm cụi tìm kiếm, nhưng đôi khi ốc len ngụy trang tốt quá, dân nghiệp dư đành bó tay. Tưởng phải bỏ cuộc, nhưng khi nước lên, cục diện bắt đầu xoay chuyển. Ốc leo cây và tha hồ bắt. Kết thúc buổi tập dượt nhiều thử thách, cả bọn khá hài lòng với mớ ốc mang về. Giờ thì chuẩn bị lên chảo. Ốc len trước tiên mình phải giặt đít nó trước, rồi mình mới xào dừa. Giặt đít ốc len cũng không phải chuyện dễ. Rồi. Cái này được chưa? Này tự đầm gớt cái luôn không vậy? Nhưng nhờ vậy, chúng tôi mới trải nghiệm được hết cái thú của ẩm thực miền biển cạn. Có lao động mới có thành quả. Nước cốt dừa bắt đầu sắc lại, dậy mùi thơm phức, vị béo ngậy. Trời thanh, gió mát, đồ ăn ngon, bạn bè sớm tụ. Chúng tôi thấy mình quả là những vị khách may mắn.